chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. ZZ Hot Pot House, original Taiwanese hot soup and boba tea, love at first taste. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Trân trọng kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022. Và sau đây là các bản tin chính. Đảng Dân Chủ Hạ Viện bỏ phiếu phản đối yêu cầu điều tra về Hunter Biden. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ dự kiến sẽ gia tăng lãi suất. Special Master nghi vấn tuyên bố của cựu Tổng thống Trump về các tài liệu được giải mật. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố vụ đánh cắp 250 triệu Mỹ Kim từ chương trình thực phẩm dành cho trẻ em. Thống đốc Iowa ký kết thỏa thuận thương mại hơn 2.6 tỷ Mỹ Kim với Đài Loan. 45.000 chiếc xe Ford không bán được vì thiếu nhiều bộ phận phụ tùng. Tổng thống Biden cảnh báo về các nguồn tiền bất minh ảnh hưởng đến bầu cử Hoa Kỳ. Và số nhà mới xây tăng lên, tuy nhiên người mua nhà không hăng hái. Và thưa quý vị, đó là các bản tin chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị. Mở đầu cho chương trình sẽ là phần tin của anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa từ ngày hôm qua đã đưa ra yêu cầu một số các tài liệu liên quan đến các kế hoạch kinh doanh quốc tế của gia đình đương kim Tổng thống Joe Biden, bao gồm tất cả các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đã bị Đảng Dân Chủ Hạ Viện bác bỏ vào ngày hôm nay thứ Ba. Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ Viện đã xem xét một giải pháp điều tra để yêu cầu Tổng thống Joe Biden cung cấp tất cả các tài liệu thuộc quyền sở hữu của ông có liên quan đến các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden và các thành viên khác trong gia đình của Tổng thống và các cộng sự, vì nói rằng những tài liệu này có thể liên quan đến một loạt các công ty ngoại quốc. Và các quyết định của cuộc điều tra là đặc quyền và cần phải được xem xét một cách kỹ lưỡng trong ủy ban. Tuy nhiên, vào cuối ngày thì ủy ban đã bỏ phiếu bác bỏ nghị quyết sau gần 2 tiếng đồng hồ tranh luận. Trong đó, các đại diện của Cộng hòa nói rằng các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden tốt nhất cho thấy mà cách ông ta có thể tận dụng tên tuổi của cha mình để có thể kiếm lợi hàng triệu Mỹ Kim. Và cái điều ngược lại, tệ nhất là có thể làm ảnh hưởng không phù hợp đến các chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden. Dân biểu James Comer của đại diện cho Kentucky, đảng viên đảng Cộng hòa hàng đầu trong ủy ban đã cho biết, cuộc điều tra đang diễn ra của đảng Cộng hòa được giám sát cho thấy rằng gia đình của Biden đã lừa đảo tiếp cận các cấp chính quyền cao nhất để có thể làm giàu cho bản thân. Và thật không may, thường là phương hại đến lợi ích của Hoa Kỳ. Đã đến lúc mà Tổng thống Biden cần trả lời một số các câu hỏi về việc liệu ông ấy tham gia vào các kế hoạch kinh doanh của gia đình mình với một số các đối thủ quan trọng nhất của chúng ta trong nhiều năm, bao gồm cả Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không. Trong khi đó thì một số người khác lưu ý rằng thông tin từ máy tính xách tay của Hunter Biden cho thấy là anh ta đã kiếm tiền ở tại Ukraine và tại Trung Quốc. Và điều này cũng đặt ra một câu hỏi liên quan về các chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden có thể được định hình chung quanh các giao dịch kinh doanh đó hay không. Trong khi Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rằng ông không hề biết gì về các hoạt động của con trai mình, thì các đảng viên Cộng hòa đã bác bỏ tuyên bố đó. Thành thật mà nói, đó là một lời nói dối. Dân biểu Byron Donalds, đại diện cho đảng Cộng hòa Florida, đã nói như trên. Người trích dẫn các báo cáo cho rằng Hunter Biden đã giúp cho một công ty Trung Quốc mua một mỏ coban của Congo và lưu ý rằng coban là chất cần thiết để có thể sản xuất pin xe điện. Tất cả các cuộc điều tra hiện nay cũng vẫn đang phía trước và chắc chắn là sẽ có những cái cuộc tranh đấu giữa hai phía. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bản tin này. Kế đến là bản tin về việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ làm nên lịch sử với việc sẽ tăng lãi suất vào ngày thứ Tư. Và họ dự kiến sẽ tăng lãi suất ngắn hạn quan trọng của mình lên 0.75% lần thứ ba liên tiếp, đẩy lãi suất chuẩn lên trên 3%. Họ cũng có thể tăng lãi suất ngắn hạn lên 1% là điều chưa từng xảy ra, và điều đó sẽ đẩy lãi suất chuẩn lên 3.25%.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày hôm nay, thứ Ba, nơi các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ thông báo tăng lãi suất vào ngày thứ Tư. Đối với những gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó thì phố Wall đang bị chia rẽ về việc liệu rằng ngân hàng trung ương có sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ trong tháng 11 năm nay hay không, hoặc là nếu áp lực lạm phát đủ nguội để cho phép ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ lại một chút. Chứng khoán đã giảm giá ngày thứ Ba khi đợt bán tháo trên phố Wall gia tăng và giới đầu tư chuẩn bị cho một đợt tăng lãi suất lớn khác sắp diễn ra ngày thứ Tư. Chứng khoán đã sụt giảm trong những tuần lễ gần đây vì nhận xét từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và bản báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 nóng bất ngờ, khiến các nhà giao dịch chuẩn bị cho mức lãi suất cao hơn nữa cho đến khi lạm phát hạ nhiệt. Lãi suất tăng cao hơn khi cổ phiếu giảm với lãi suất công cổ phiếu kỳ hạn 2 năm đạt mức cao mới kể từ cuối năm 2007. Và lãi suất công cổ phiếu kỳ hạn 10 năm đạt tới mức 3.593%, là mức chưa từng thấy kể từ năm 2011. Nhiều phân tích gia cho rằng mức tăng cao hơn trong vòng 10 năm có thể góp phần vào sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán. Các nhà giao dịch đang theo dõi các dự báo của Ngân hàng Trung ương sắp đưa ra từ cuộc họp nhằm cố gắng đánh giá xem lãi suất có thể tăng thêm bao nhiêu và điều đó có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Thẩm phán Raymond Deary, người đã được thẩm phán Cannon bổ nhiệm làm chức chuyên gia đặc biệt để giám sát việc thu giữ và kiểm đếm các tài liệu từ Mar-a-Lago, vào ngày hôm nay đã đưa ra một những dấu hiệu cho các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump là nếu như các luật sư này không đưa ra bất kỳ một trường hợp nào đã được giải mật, thì ông sẽ xác định là các tài liệu đó đã được phân loại. Trong khi đó thì tuyên bố phía ngoài tòa án thì cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố là ông đã giải mật tất cả các tài liệu và các luật sư của ông đã đưa ra khả năng đó trong các giấy tờ cung cấp cho tòa án, mặc dù họ chưa bao giờ đưa ra những lập luận rõ ràng rằng bất cứ có điều gì hoặc là tài liệu nào đã được giải mật. Hiện nay thì các công tố viên liên bang đã đưa ra lập luận trong nhiều tuần là các tài liệu thu giữ được tại dinh thự Mar-a-Lago đã có đánh dấu phân loại như là tuyệt mật và những tài liệu này cần được xử lý như thể chúng đã được phân loại. Trong buổi điều trần diễn ra vào ngày hôm nay thứ Ba, thẩm phán Deary về cơ bản gọi Trump là lừa đảo bằng cách đã chỉ ra rằng các luật sư của cựu tổng thống vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc giải mật. Nếu chính phủ cung cấp cho tôi các bằng chứng sơ khởi là chúng là tài liệu mật và quý vị không đưa ra được bất kỳ yêu cầu nào về việc giải mật đó, thì chắc chắn điều này sẽ được tôi đưa ra một kết luận. Thẩm phán Deary đã tuyên bố như trên. Trong khi đó, thì luật sư Jim Trustee của cựu Tổng thống Trump cho biết là họ không có quyền tiết lộ tất cả những sự bào chữa của mình hoặc là tất cả những cái sự giải quyết cụ thể về vấn đề nào liên quan đến các hồ sơ giải mật cho đến khi họ được tiếp cận đến các tài liệu này. Vào ngày hôm qua thứ Hai, thì các luật sư của cựu Tổng thống Trump cũng đã đưa ra một dấu hiệu trong một bức thư cho thẩm phán Deary về sự phản đối của họ trong việc tiết lộ nhất định về bất kỳ những hành động nào để có thể giải mật các tài liệu đã được đề cập đến. Bức thư cũng đề nghị lùi lại một số thời hạn tạm thời mà thẩm phán Deary đã đề nghị để có thể phía luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump có thể cung cấp các cái bằng chứng đó. Thẩm phán Deary được giao nhiệm vụ xem xét 11.000 tài liệu mà FBI thu giữ được trong cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago vào tháng trước đây và được bổ nhiệm bởi thẩm phán Cannon. Kế đến là một bản tin gian lận. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố vụ đánh cắp 250 triệu Mỹ Kim từ chương trình thực phẩm dành cho trẻ em nghèo. Một vụ gian lận được gọi là kế hoạch liên quan đến đại dịch COVID-19 lớn nhất được khám phá tính cho đến nay. Hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại 47 người, được cho là đã ăn cắp từ một chương trình cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Cáo trạng của Bộ Tư pháp cho biết các bị cáo lừa đảo 250 triệu Mỹ Kim từ chương trình dinh dưỡng trẻ em của Liên bang Hoa Kỳ. Theo các quan chức, những người bị buộc tội trong kế hoạch thiết lập một mạng lưới các công ty vỏ bọc kết nối với tổ chức phi lợi nhuận mang tên Feeding Our Future có trụ sở tại tiểu bang Minnesota. Công tố viện nói rằng các bị cáo đã tuyên bố nuôi hàng ngàn trẻ em mỗi ngày, nhưng thay vào đó, họ đã sử dụng số tiền hơn 1/4 tỷ Mỹ Kim để mua xe hơi sang trọng, mua bất động sản, đồ trang sức và tài trợ cho các chuyến đi du lịch quốc tế. Các bị cáo hiện nay phải đối mặt với một loạt tội danh bao gồm âm mưu, gian lận điện tử, rửa tiền, cũng như thanh toán và nhận tiền hối lộ bất hợp pháp.
Bà Ruth Mendonca là phụ trách thanh tra dịch vụ, thanh tra bưu điện Hoa Kỳ đã phát biểu như sau. Kế hoạch gian lận này rất lớn. Cho đến nay đã có 47 bị cáo bị buộc tội. Họ đã đánh cắp hơn 250 triệu Mỹ Kim và kế hoạch lừa đảo này rất trơ trẽn. Bị cáo gian dối và đã lấy trộm số tiền nhằm mục đích nuôi dưỡng những đứa trẻ bị đói trong một trận đại dịch. Họ chuẩn bị và soạn thảo kế hoạch của họ với các tài liệu giả và trong một số trường hợp tạo ra tên tuổi trẻ em giả từ hư không. Hơn 2.6 tỷ Mỹ Kim trị giá của các loại đậu nành và bắp của Iowa sẽ được Đài Loan mua lại theo một nghị định thư được ký kết trong một buổi lễ tại Iowa trong ngày hôm nay vào ngày thứ Ba. Một phái đoàn thương mại từ Đài Loan đã cùng với Thống đốc Kim Reynolds và Bộ trưởng Nông nghiệp Iowa Mike Nake ký kết các thỏa thuận không chính thức, ở trong đó nêu rõ ý định mua lại của Đài Loan trong vòng 3 năm tới với trị giá 100 triệu dạ đậu nành, trị giá khoảng 2 tỷ Mỹ Kim và 59 triệu dạ ngô, trị giá khoảng 600 triệu Mỹ Kim. Trong buổi lễ, thì Thống đốc Reynolds cho biết Iowa đã dành nhiều năm để có thể vun đắp mối quan hệ thương mại chặt chẽ cùng với Đài Loan và thỏa thuận mới này thể hiện sự phát triển của mối quan hệ đó. Thống đốc Reynolds đã nói, tôi muốn bày tỏ sự trân trọng của tôi đối với tất cả mọi người ở cả hai bên bờ biển, những người đã biến ngày hôm nay trở thành hiện thực, đặc biệt là các tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền thương mại giữa Đài Loan và Iowa. Johnson Chiang là Tổng Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc cũng đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận này. Phái đoàn của Đài Loan đã dành 2 ngày qua tại Iowa để có thể gặp gỡ các quan chức nhà nước và các nhà nghiên cứu đại học, đồng thời thăm viếng các trang trại của Iowa, các quan chức cho biết tại buổi lễ vào ngày thứ Ba. Chúng tôi đến đây và đã chứng kiến những chất lượng tuyệt vời những sản phẩm mà quý vị đã cung cấp cho Đài Loan, ông Chiang nói, trong khi bày tỏ hy vọng là mối quan hệ thương mại giữa hai bên vẫn sẽ được tiếp tục trong tương lai. Iowa và Đài Loan đã thực hiện một thỏa thuận tương tự vào năm 2018, khi quốc gia này cam kết mua đến 144 triệu dạ đậu nành của Hoa Kỳ với trị giá ước tính vào lúc đó là 1 tỷ 560 triệu Mỹ Kim. Kế đến là bản tin về hãng xe Ford. Hãng xe này cho biết là có 45.000 chiếc xe không bán được bởi vì thiếu nhiều bộ phận. Sự thiếu hụt và ngưng trệ của chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gây tổn hại cho ngành công nghiệp xe hơi. Công ty xe Ford cho biết họ sẽ kết thúc tháng này với từ 40.000 cho đến 45.000 chiếc xe bán tải, tức là pickup truck cỡ lớn, và xe SUVs mà công ty không thể nào hoàn thành vì không có đủ các bộ phận. Công ty cũng lưu ý hôm thứ Hai rằng tình trạng thiếu hụt vật liệu và giá vật liệu gia tăng sẽ khiến cho công ty phải chi ra thêm 1 tỷ Mỹ Kim trong quý này vào việc sản xuất xe. Tuy vậy, công ty Ford cho biết rằng họ vẫn có thể đạt được mục tiêu lợi tức chọn năm nay bởi vì họ có kế hoạch chuyển doanh thu bán hàng sẽ nhận được từ những chiếc xe gần hoàn thành vào quý thứ tư của năm nay. Các nhà sản xuất xe hơi và xe gắn máy đã phải vật lộn với những trở ngại về chuỗi cung ứng, cụ thể là sự thiếu hụt chip điện tử và những chất bán dẫn vi mạch. Chính sự thiếu hụt trầm trọng này đã khiến cho ngành sản xuất xe hơi phải ngừng hoạt động hoặc là hoạt động chừng mực trong 2 năm qua. Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi Quốc hội cần phải thông qua một đạo luật để chống lại nguồn tiền bất minh trong các cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Ông gọi rằng chi tiêu không thể kiểm soát trong chính trị là một vấn đề nghiêm trọng đối với nền dân chủ tại Hoa Kỳ. Phát biểu với các phóng viên vào ngày hôm nay thứ Ba, Tổng thống Joe Biden cho biết là đã có nhiều nguồn tiền được sử dụng để có thể làm ảnh hưởng đến kết quả các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ hiện nay và nguồn tiền này được lưu chuyển trong bóng tối. Ông lên tiếng tán thành đạo luật tiết lộ, một dự luật yêu cầu các tổ chức chính trị tham gia vận động tranh cử cần phải tiết lộ tên của các nhà tài trợ lớn. Luật này được đề nghị cũng sẽ cấm các khoản đóng góp của các tổ chức nước ngoài. Hiện tại thì các nhóm vận động có thể chạy quảng cáo về các vấn đề tấn công hoặc ủng hộ một ứng cử viên cho đến ngày bầu cử mà không cần tiết lộ ai đang trả tiền bảo trợ cho các quảng cáo đó. Tổng thống Biden nói, những sở thích đặc biệt mạnh mẽ thường được sử dụng các nhóm phía trước để chạy những quảng cáo này nhằm giành chiến thắng bằng bất kỳ giá nào.
Luật này tuy nhiên khó có thể được thông qua tại Thượng viện, gồm chỉ có 100 thành viên, nơi mà các đảng viên Dân Chủ không thể nào kiếm được 60 phiếu bầu cần thiết để có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu. Đây là một thủ tục lập pháp cho phép thiểu số ngăn chặn các đạo luật lớn. Theo luật pháp Hoa Kỳ thì các ủy ban hành động chính trị, thường được gọi tắt là PAC, và các cá nhân chỉ có thể đóng góp quỹ hạn chế trực tiếp cho các ứng cử viên chính trị. Nhưng trong năm 2020, theo một quyết định thì tối cao pháp viện vào lúc đó đã đưa ra phán quyết là các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận được bảo đảm bởi tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, cho phép các thực thể có quyền chi số tiền không giới hạn để phản đối hoặc ủng hộ các ứng cử viên một cách gián tiếp. Ngoài ra thì một số các nhóm vận động chính trị không cần phải tiết lộ tên các nhà tài trợ của họ. Những người khác thì che giấu nguồn tài trợ thông qua các tổ chức vỏ bọc và gây thêm khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, để truy tìm nguồn tiền cho các nhà tài trợ ban đầu. Bản tin còn rất dài và rất nhiều các chi tiết rất là rắc rối. Tuy nhiên một cái điều đơn giản là chúng ta dễ hiểu là Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra một cái đề nghị để đưa ra một cái luật để làm sao có thể kiểm soát và quy định như thế nào tất cả những người đóng góp vào các cái ủy ban tranh cử đó, thì cái nguồn tiền đóng góp của họ phải được xác minh một cách rõ ràng và có nguồn gốc một cách chính đáng. Và bản tin cuối cùng trong chương trình hôm nay liên quan đến số nhà mới xây được tăng lên, nhưng người mua nhà không hào hứng. Nếu như quý vị đang tìm mua nhà thì bây giờ là thời điểm tốt, vì đây là một tin tốt. Khoảng 1/4 các công ty xây dựng nhà nói rằng họ đã giảm giá nhà trong tháng này. Và người mua nhà cũng có nhiều lựa chọn hơn bởi vì có nhiều công trình xây cất mới đang khởi công. Tuy nhiên, thị trường gia cư và đất đai vẫn còn nhiều biến động. Tâm lý của các công ty xây dựng nhà, tức là sự cảm nhận của họ về thị trường gia cư, về số nhà được bán ra đã giảm xuống đáng kể. Một phần là do chi phí vật liệu xây dựng tăng cao cùng với lãi suất nợ nhà tăng cao hơn, đang khiến cho nhiều người không thể nào mua nổi nhà mới hoặc là đổi nhà mới. Lãi suất nợ vay để mua nhà đã tăng lên trên 6% hồi tuần trước, là mức cao nhất kể từ năm 2008. Và sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố quyết định tăng lãi suất ngày mai, tức là thứ Tư, thì không biết lãi suất của nợ nhà sẽ còn tăng thêm bao nhiêu, và điều đó sẽ gây trì trệ thêm cho lĩnh vực mua bán nhà đến mức độ nào. Và chúng tôi chắc chắn sẽ gửi đến quý vị những bản tin cập nhật khi có tin tức chính xác về tiền lãi suất của chính phủ tăng và ảnh hưởng của nó đến các loại lãi suất khác, chẳng hạn nợ nhà, nợ xe và nợ thẻ tín dụng. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Lotus by Johnny Dũng, với danh hiệu vua collagen và fucoidan, chăm sóc cho sức khỏe toàn diện và làn da hoàn mỹ, the best of life. Công ty thẻ xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ, 714-766-3345. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc, với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. ZZ Hot Pot House, original Taiwanese hot soup and boba tea, love at first taste. Đất nước Nhật Bản thông minh với nền kỹ thuật đông y dược tân tiến đã khám phá, nghiên cứu và bào chế ra loại dược thảo thần kỳ đông trùng hạ thảo dạng nước Fucoiceps, chiết xuất đông trùng hạ thảo từ đỉnh núi cao ngất Tây Tạng, trong lành không tạp chất, giúp tăng hệ đề kháng miễn dịch, chống lão hóa, tăng sinh lực, bổ phổi, phòng ngừa nan y và yểm trợ sinh lý, hạnh phúc gia đình tốt đẹp. Lotus by Johnny Dũng đưa ánh sáng hy vọng đến tất cả chúng ta với loại super đông trùng hạ thảo dạng nước kết hợp với 4 loại nấm shiitake, linh chi, tuyết nhĩ, hanaberatake và maitake. Bên cạnh đó còn có thêm fucoidin và tổ yến thượng hạng lần đầu tiên có mặt trong công thức tuyệt vời Made in Japan. Một hộp 10 chai, 3000mg trong mỗi chai, mang chất lượng tuyệt đỉnh khi so sánh với bất kỳ loại đông trùng hạ thảo dạng nước nào trên thị trường. Johnny Dũng xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đông trùng hạ thảo dạng nước 3000mg Super Fucoiceps. Em ở đây giờ này, ước gì có thể xanh giờ này. Công ty thẻ xanh chuyên môn bảo lãnh sẽ giúp quý vị sớm đoàn tụ bên người thân.
Cảm ơn quý thân chủ ở khắp 50 tiểu bang đã giới thiệu rất nhiều khách hàng cho công ty Thẻ Xanh để làm hồ sơ bảo lãnh vợ chồng, cha mẹ, anh chị em. Châm ngôn của công ty Thẻ Xanh là uy tín, trách nhiệm, lương tâm. Lưu ý, công ty Thẻ Xanh có văn phòng tại quận Nhất, quận Tân Bình, Huế và Đà Nẵng gần sân bay quốc tế. Văn phòng Thẻ Xanh không phải là văn phòng luật sư. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-766-3345, 714-766-3345 hoặc vào congtythexanh.com. Giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.